Thưa quý vị, góp phần chung vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố có vai trò đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Ngoài nhiệm vụ chính trị quan trọng thì công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức hội đoàn thể đặc biệt quan tâm thực hiện. Những năm gần đây, nhiều chương trình mục tiêu vì người nghèo nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành liên quan và thu được những kết quả thiết thực. Tiêu biểu như chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo, phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, được triển khai những năm qua đã góp phần chăm lo giúp đỡ người nghèo, người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Với vai trò là cầu nối, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cũng luôn bám sát chương trình, tích cực vận động các tổ chức cá nhân cùng chung tay thực hiện các chương trình, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thành phố chúng ta thì hết sức quan tâm đến những cái chính sách xã hội, chính sách nhân văn như các ông chí đã biết. Tuy nhiên thì cũng có thể nói là mặc dù nỗ lực đến mức nào đi nữa thì các cái chương trình thuộc phạm vi sử dụng ngân sách cũng không thể là bao phủ, bao quát hết tất cả các đối tượng được. Không thể đi đến mọi ngóc ngách của xã hội được. Cho nên ở đây thì vai trò của các tổ chức xã hội, các cái tổ chức từ thiện nhân đạo là hết sức quan trọng để thể hiện cái tinh thần chung là nhà nước, xã hội và gia đình chúng ta cùng chung tay giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh, những cái hoàn cảnh yếu thế. Phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên cùng tham gia vào các hoạt động nhân đạo từ thiện. Nhiều phong trào, cuộc vận động của hội đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng. Vì hoàn cảnh của chị, gia đình của anh chị rất là khó khăn, chồng chị nằm một chỗ, nó một mình chị làm một thân một thế làm nuôi con nuôi chồng. Hôm nay nhận được hỗ trợ bên Chữ Thập Đỏ, chị rất là vui mừng. Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Hội Người Cao Tuổi các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức hội ở cơ sở, phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình tốt, tấm gương điển hình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường đã quan tâm đến chức an sinh xã hội của phường nói chung, đặc biệt thì trong đó có chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi. Ví dụ như an sinh xã hội đối với người cao tuổi thì hàng năm chúng tôi đều tổ chức các cái đoàn thăm hỏi, động viên những người cao tuổi mà có hoàn cảnh, đặc biệt là hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, thì qua đó để giúp đỡ các người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Những kết quả đạt được đã khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và những đóng góp quan trọng của các tổ chức hội đoàn thể các cấp thành phố trong tuyên truyền vận động tập hợp sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình.